Lại là hoa lúa đây các bác. Đây, những cái thửa ruộng hoa lúa cuối cùng nha. Cái tầm này là không còn nữa rồi. Có một số nơi, những cái nơi ngay ngoài này thôi, họ đã gặt rồi đấy. Đấy, thì cứ các bác cứ để ý theo những cái rìa này. Đấy, những cái rìa ruộng lúc nào hoa cũng nở muộn hơn. Đấy, kể cả những trong nó già rồi nhưng mà rìa ruộng lúc nào nó cũng có cây thấp thấp gần bờ ấy, thì ong khoái nó tập trung lấy rất là nhiều. Ở đây cả ruộng này cũng có rất là nhiều ong khoái nha, nhưng mà đa số là bị ong mật áp đảo các bạn. Ong mật nó áp đảo nhiều hơn. Thì đối với cái kiểu tìm kiểu này ấy thì chúng ta sẽ cố gắng nhá các bạn nhá, cố gắng làm sao phát hiện ra càng nhiều hướng càng tốt. Bởi vì thời điểm này là cứ tìm thấy hướng đã, xong rồi chiều chúng ta đuổi cũng được. Tầm 2 giờ đổ đi là không đuổi được nữa các bác, bởi ong nó sẽ không lấy hoa nữa nhá. Đây, mình đang cố gắng phát hiện nhiều hướng. Tiếp theo các bác này, ở một cái lán trại khác này. Đây bác chủ lán này, lâu lắm rồi mình cũng không được đi lên đây các bác nhá, rất là lâu rồi. Đây bác chủ lán bác đang trên kia. Đấy, ong cái hoa lúa của bác ấy lấy ở cái nước ở trên đỉnh khe về làm chỗ này, làm thành cái nông trại này. Ở dưới kia là trồng mận này. Ong khoái nó lấy đây khá là nhiều các bạn. Này, nó lấy ở xung quanh đây rất là nhiều luôn. Và các bạn nhìn cái địa hình này, ra ngoài mênh mông rồi. Đấy, thì mình phát hiện ra một hướng nhá. Một hướng lên cái góc bên kia thì tổ non hun rồi, thì không có gì. Lúc nãy cơ tắt cái đoạn này đi không quay các bác. Còn ở phía bên này này, ong còn rất nhiều. Đấy, nó muốn xiên ra đây. Đấy, cái ống nhòm nó hiệu quả nhất là những cái ống nhòm có cái độ trong trèo cao, tức nghĩa là nó nhìn vào tầng âm được, nhìn theo này xuống âm được các bác nhé. Xuống âm này xuống góc kia kìa. Đấy, có một tổ đấy rồi, 100%, không sai được, không đi lệch đi đâu được rồi. Mà cái mé đồi này còn có khi còn rất nhiều nữa các bác ơi. Đấy, hôm trước là mình cũng đi vòng cua qua kia thì mình bắt mấy tổ bên đằng kia. Nên bây giờ xuống cái đằng này xem thế nào. Chỗ này cũng là một trong những cái vách rất là đẹp. Đấy, vừa chạm chân đến thì may mắn là bác chủ cũng ông chủ lá nó cũng chỉ cho mình. Đây là cái hướng. Đây, con này về này. Nhằng cái đi luôn rồi. Không biết có đâu. Đấy. Cái này chắc nó lấy lâu rồi bác nhỉ? Bác nhỉ? Có khi nó lấy hoa mấy hôm rồi nhỉ? Nó lấy mấy hôm đấy bác nhỉ? Bạn lấy này nó lấy mấy hôm rồi nhỉ? Vâng. Bác tải hơi nặng một chút ạ. Đây, bây giờ mình sẽ chuẩn bị xuống đây. Đuốc phòng thủ đây các bác. Với ở đây nhá, chúng ta phát hiện ra cả điểm vàng nữa. Đấy, điểm vàng ong khoái thì chúng ta không khó. Các bác chỉ biết là nó ở trong những cái khe này ra thôi, chứ chúng ta khó mà đuổi theo cái điểm vàng của nó để mà bắt được cái tổ ong này. Nó rất khó bởi vì ong khoái nó có thể vượt đồi vượt núi nó xuống. Đấy, điểm vàng của ong khoái thì rất là khó, nên là chúng ta chỉ có theo hoa thôi. Thì cái tổ này đi xuống kia thì chắc chắn là sẽ bị bắt rồi, không tránh khỏi đâu. Đấy, có lẽ là bị sót này, bị sót lại của các đội hình trước các bác nhé. Nói chung là cái khe này nếu mà tìm thì nó còn rất là nhiều. Và các bác lưu ý là những cái tổ nó đi làm xa ấy, nó ra ngoài cái cánh đồng mà lúc đầu tiên mình quay các bác ấy, nó toàn đi từ đây thẳng ra. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy nó ở gần cánh đồng thì chúng ta thấy nó hạ xuống, cảm giác rất gần. Nhưng mà ở từ xa về là nó bay tầm này này, tầm trên đầu này này. Nên là các bác đừng đón vào theo khe những cái đoạn như thế. Đón những cái theo khe và những cái đoạn như thế thì nó bay cao lắm, chúng ta không đoán được, không đoán được đâu. Mới 42 thì mới 42 nó cũng chỉ ở một cái cữ nào đó thôi. Này bác cái chỉ cho mình cái con đường đoạn này. Thực tế là mình cũng chưa đi bao giờ nữa, không biết cái đường lối nó đoạn khu góc nào đây. Nó là những cái con đường mòn này, này cũng không thấy cả lối đi nữa đâu. Thôi thì cứ bừa thôi các bạn. Đi bừa xuống đây. Đến khe rồi. Không biết nó có vượt biên không các bạn. Đến nơi như cái đầm lầy này. Đấy, ở đây là có những cái quả mắc nọt các bạn.
dòng quả này ăn ngon cực nhá, nếu mà chín nhá. Đây này các bác này, đó, nó cũng như như quả vả ấy. Đây quả chín thì nó sẽ màu trắng này. Ui sưởi cây này, cây này ít mật các bạn, hoặc là do mùa này nó chưa có đâu, chưa nhiều mật thôi. Cái quả nó đầy ra này. Đây mình đến địa điểm rồi đây. Nhòm một cái xem có thấy không. Nước nồi đẹp long lanh. Đây là một tổ hợp những cái thác gì cả. Thác này thì ông phải tốt, ông phải dùng lấy nước các bạn. Đây các bác thấy đối diện cái lán này. Lán mờ mờ phía bên kia. Đấy, nó vào thẳng cái cây bàn tay mai nhé. Tổ này là tổ chi đàn quá nhé. Rồi. Ồ, non đẹp luôn. Mật bịt dài khoảng 2 gang. Đấy các bác nhìn này. Tổ này có rất nhiều là quân đực luôn các bác. Chính tổ đây là dòng cái dòng ong chi đàn. Đấy, thì lúc này thì cũng phân tích một lúc thì mình nãy mình đón ở đoạn kia thì sẽ không phải tổ nó ở đây rồi. Tổ nó sẽ phải là ở góc bên này. Đó là tổ khác, tổ này là tổ bị oan thôi các bác nhá. Đấy, và nó vào đúng cái cây bàn tay ma, cái cây mà chuyên để dùng cho các bác trị bệnh gan này. Đây là cây hệ khổng lồ rồi, cây bàn tay ma khổng lồ rồi. Đây mình cắt nhé, cắt lấy phấn ra rồi bắt lấy được. Mưa to các bạn, làm nốt tổ này về thôi. Rơi chứ các bạn ơi. Lại phải xuống. Mất việc rồi đấy. Không biết là gãy móc hay sao. Ui gãy thật các bạn. Tiếc quá, làm lại. Nó vướng hết mức có thể luôn. Vừa đẹp các bạn. Khỏi cả tùm luôn. Thank you.
Ui sao cái móc. Móc nguy hiểm lắm các bạn. Bây giờ mình mới qua cái cãi đoạn cành này. Đoạn cành này nó có hơi khó một tí. Ui sao. Bầu bị trắng các bạn. Trên tổ ong rồi. Bầu nhộng đẹp không các bạn? Vừa tầm luôn. Cửa bầu trắng muốt. Bắt đầu ăn mật nhá các bác nhá. Thấy có hiện tượng ăn mật rồi. Em đây. Wow, cục này đẹp bé nhưng mà đẹp các bạn. Đấy, đây này. Các bạn xem này. Trắng u, trắng muốt. Quyển nào luôn các bác nhá, một quyển đấy, long lanh này, ơi giời, đẹp chưa, quá đẹp các bạn. Áp lực phết đấy các bạn, cái cành, cành cây nó không được chắc chắn mấy. Mình kệ thôi, để tụi ông nó thích làm gì làm, chỉ lấy thế thế thôi. Cho ông tiếp tục làm các bác nhá. Gần như là chúng ta không quan tâm đến cái vấn đề là đợt 2 đâu, bởi vì là cái đợt này thì nó đang ăn mật rồi. Cây này cái da nó không chắc đâu các bạn. Mình đóng bị tuột mấy lần rồi. Đấy.